Sản phẩm của Trung Chính Audio. Ở đây chúng tôi có rất nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng của thế giới như là Toa của Nhật hay là Bose của Đức. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn một hệ thống hội thảo cơ bản dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là một hệ thống cơ bản như vậy thì nó sẽ bao gồm những gì nhé. Tôi đang mở hộp của một hệ thống loa hội thảo sử dụng dây kết nối có tên là CZ Ultra hay còn gọi là CZ900. Thiết kế của CZ900 thì mang tính đột phá của Bose, lấy cảm hứng từ phi thuyền. Loa chính được đặt ở trung tâm, hai bên là hai rắc cắm tai nghe và nút điều chỉnh âm lượng. Ở phía sau là biểu tượng logo và rắc cắm kết nối với các bộ mic với nhau. Bộ mic bao gồm hai loại là mic chủ tọa và mic đại biểu. Mic chủ tọa thì có thêm nút ấn cho phép ngắt lời mic đại biểu khi đang nói. Hệ thống mic được kết nối với nhau bằng rắc cắm chuyên dụng, được thiết kế chống nhiễu và có độ bền rất cao. Hệ thống hội thảo CCS900 có thể mở rộng phạm vi kết nối đến 150 máy trong một phòng họp. Đây là trên tay tôi đang có là một bộ điều khiển trung tâm của CCS Intro. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể hơn về cái hệ thống điều khiển này nó bao gồm những cái gì nhé. Đây là bộ điều khiển trung tâm của CCS900, được thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng, phù hợp cho các phòng họp không có phòng điều khiển riêng biệt. Hai nút jack cắm cấp nguồn điện cho mic sử dụng cáp DDIN7 chân. Đây là cổng để kết nối với mic ngoài, mic không dây. Bốn jack đỏ trắng đầu tiên là dành cho ghi âm hội thoại. Cổng cắm loa ngoài, cổng kết nối điện thoại, cổng chèn thiết bị ngoại vi, nút tắt mở nguồn, ổ cắm điện tiêu chuẩn 220V AC. Tiêu chuẩn châu Á. Ở núm xoay đầu tiên, xoay bên phải từ 1 đến 4 lựa chọn cho nhiều đại biểu nói cùng một lúc. Chế độ cướp mic đại biểu chỉ cho phép một mic mở, mic 2 sẽ cướp quyền mic 1. Chế độ chỉ sử dụng cho mic của chủ tọa. Chế độ test kiểm tra micro. Bên trái là chế độ tự động ngắt sau 30 giây và số lượng sử dụng cho các đại biểu. Núm giữa là điều chỉnh âm lượng cho tai nghe micro. Ở núm thứ 3 là sử dụng cho loa kiểm âm cho bộ điều khiển trung tâm. Rắc cắm ngoài dành cho người điều khiển trung tâm. Bộ chuẩn tín hiệu Digital AVKI 600 chuyên dụng cho karaoke. Có chức năng xử lý tín hiệu âm thanh với 6 cổng ra analog, cho phép kết nối với hệ thống loa stereo, sub và hệ thống loa surround. Digital AVKI 600 mang đến chất âm hoàn toàn mới. Là thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh cùng với các hiệu ứng kết hợp với chức năng chống hú cho micro. Digital AVKI 600
là một sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng thích hát karaoke, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Bộ lọc Equalizer cho phép điều chỉnh âm sắc lên đến 15 giải tần cho nhạc và 22 giải tần cho micro. Điều chỉnh tông nhạc phù hợp với nhiều chất giọng. Khả năng chống hú cao với 5 chế độ cho micro. Điều chỉnh tiếng vọng echo và tiếng vang reverb riêng biệt, chuyên nghiệp, cho ra giọng hát bay bổng hơn. Khả năng lọc nhiễu và chống ồn cao. Digital AVKI 600 có khả năng kiểm soát toàn bộ hệ thống âm thanh cực tốt, ngăn chặn tình trạng cháy hỏng thiết bị do sử dụng quá tải công suất cho phép. Digital AVKI 600 là sự lựa chọn hoàn hảo cho những dàn âm thanh karaoke gia đình, karaoke kinh doanh hay dàn âm thanh sân khấu. Với các cấu hình âm thanh chuyên nghiệp, diện tích trên 25m2, khi sử dụng Digital AVKI 600, chúng ta có thể kết hợp với cục đẩy công suất Crest Cover AV3002, 4 kênh. Bạn sẽ không còn lo lắng đến chuyện dàn âm thanh karaoke của mình không đáp ứng đủ công suất nữa.